Tây Thiên Tam Đạo Địa Linh. Chúa bà để nhất nhất đi tây thì thiên đi
so an cửa yên nhà, yên căn yên số vinh hoàng đời đời, yên căn yên số vinh hoàng đời đời. Thank you.
danh truyền thiên đi hạ ức nhiên ba vị tiên thanh nghi sang lâm mê phù đời dân xuân định là nơi sơ tài chúa thấy người khi khai khôn ngoan bầu phó cho linh nghề sự khói nhang đi gọi mưa ý.
đốt đi rừng nghỉ phan núi trẻ cung già sức nghi tôi điêu linh một bàn đần sốt rừng nghe sạch thank you.
sân con một đời thành tâm ba nghi nuôi cùng một đôi thầm. Sóng đang ai, sóng đang ai thấp thoáng bên nờ xoay bầu sâu sang tóc tươi dương và biết bao
trời thì cả lá lại hay thuốc nào. Dâng lên Chúa một ông vui đào, có xanh cả quả thuốc nào cả phong. Tiên dâng lên cửa là vật ngoài. Sáng sáng làm tiền lữ, hôm nay
chiều ba ba tay khơi bề bao giờ bên này đem cho trong họ giàu sang đời đời đem cho trong họ muôn đời giàu sang đem cho cả thế giàu sang đời đời yêu ai tài lộc chúa ban lộc quân lộc bán lộc xin ngàn bàn cho từ nhân chúa ban lộc hoa tứ nhị lộc và tứ ma nghĩ lộc lộc tiền bạn nghĩ cho phúc thọ thì vô biên thứ nhì lộc đó lộc tiền là thứ ba thần nghe lo